nếu bạn đang xem video này thì đó là một định mệnh. Ta gặp nhau là do duyên phận, mà mạng có lát thì cũng là hai từ duyên phận. Đây là XX, chúng tôi ở đây để hát cho các bạn nghe Vĩnh thứ hai ở Hà Nội. Hà Nội trong tôi luôn ánh lên vẻ mỹ miều, tháp rô cổ kính đẹp ngây ngất vào lúc chiều. Ngồi bên ghế đá ngửi mùi hương cốm thật thơm, bên cầu Thế Húc đỏ chói cùng đền Ngọc Sơn. Hà Nội của tôi mang một sắc màu muôn vẻ, câu chuyện ngày bé mỗi tuổi ba kể con nghe rằng Hà Nội đẹp nhất những ngày thu gió xe. Ngồi sau xe ba chở đường Hoàng Diệu ngập lá me. Hà Nội, đây là Hà Nội của tôi. Sớm ghé hàng chiều ăn phở gánh, chưa về hàng bạc ăn xôi. 4 giờ tan học chiều về tự dưng thấy đói, 4 thang cầu gỗ còn mở dù đứa bạn đi ăn thôi. Hà Nội vẫn là Hà Nội ngày ấy thôi, bên lề đường ghế xanh ghế đỏ chật kín chỗ ngồi. À cô ơi, gọi một cốc cà phê cho bố cháu. Bên đường tàu cốc trà đá nhìn dòng người đi qua màu. Chiếc ghế con cốc trà đá bên đường, ở bên nhau cùng ngân nga hát ca. Hát cho đời dẫu mai có ra sao để mọi sầu lo bay theo gió. Góc phòng đời xem thời hai ngày qua, từng yêu thương đặt vào mơ sớm mai. Góc phố ơi có nghe thấy tôi không, thật nhiều yêu thương. Xếp san sát mùi hương gỗ thơm mùi kỷ niệm biết bao thế hệ nơi này. Hình ảnh đó hẳn đã in sâu. Hà Nội duyên, Hà Nội đẹp, người Hà Nội nhẹ nhàng như lụa. Hà Nội rực rỡ, Hà Nội đắm say, con gái Hà Nội thường mộng mơ nói chuyện dịu dàng đẹp đoan trang như không thiếu gì điều bất ngờ. Cá tính vừa đủ nhưng mạnh mẽ chứ không lơ mơ, là người thủ đô nên những buổi trà đá ngày chiều không sang ngày cầu kỳ chỉ vậy cũng đủ chiều. Nếu mà đã sống thì sống phải real, chất Hà Nội thì vẫn phải feel, không chắc phiêu hết cái beat này nhưng bài nhạc này phải lên nghìn view. Không cần vội vội như là Hà Nội, nhưng người ta vẫn phóng xe nhanh, phố trà bây giờ vẫn chật chội. Ôi xin lỗi mình đang thật vội, không cố ý đâu. Lỡ chẳng may mà quên phải cầu thì mình quay lại xin lỗi một câu. Ai mua ngô lượng nào?